Tọa lạc tại thành phố biển Pattaya, Thái Lan, ngôi đền chân lý hay còn gọi là Sanctuary of Truth, tức thánh địa của sự thật, là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của xứ sở chùa vàng Thái Lan. Với biển cả xanh ngắt bao quanh, ngôi đền được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ mà không sử dụng một chiếc đinh nào đã hấp dẫn du khách khắp nơi trên thế giới. Đền chân lý tọa lạc tại đường Soi Nak Lua 12 ở phía bắc bờ biển Pattaya, tỉnh Chonburi, cách trung tâm thành phố Pattaya khoảng 10 km. Ngôi đền nói lên tầm quan trọng của một tôn giáo, nghệ thuật và triết học, những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của con người. Kiến trúc của ngôi đền thể hiện sự sáng tạo đáng kinh ngạc và kỹ năng chế biến gỗ thủ công ở Thái Lan. Công trình này được bắt đầu xây dựng vào năm 1981, dựa trên ý tưởng và sự đóng góp của một tỷ phú Thái Lan và cơ bản hoàn tất sau 25 năm. Tuy nhiên đến nay, ngôi đền vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn và đã trải qua nhiều lần sửa chữa và phục hồi do chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt và sự mòn mọc theo thời gian. Nơi này nổi tiếng với sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc cổ điển và nghệ thuật hiện đại, tạo nên một điểm đến lý tưởng cho những người tìm kiếm sự yên bình. Đền chân lý có thời gian mở cửa cho khách tham quan từ 8 giờ sáng đến 18 giờ hàng ngày với giá vé khoảng 290.000 đồng cho một người lớn. Các đoàn khách, các tour tham quan được ưu đãi với giá vé tùy theo số lượng khách. Đền chân lý không chỉ ấn tượng bởi quy mô đồ sộ mà còn bởi sự tỉ mỉ và công phu trong từng chi tiết kiến trúc. Mặc dù thiết kế chung theo lối kiến trúc của xứ chùa vàng, nhưng mỗi chi tiết đều phản ánh sự đa dạng và giao thoa của nghệ thuật từ nhiều quốc gia khác nhau. Tổng diện tích khu vực đền chân lý là 12,8 hectare, bao gồm một rừng cây, hồ nước nuôi cá heo và cá sấu, cùng với nhiều công trình phụ trợ khác. Đền chân lý được xem là một nơi linh thiêng và tôn nghiêm, vì vậy du khách nên mặc trang phục nghiêm chỉnh và lịch sự, tương tự như khi thăm các đền chùa khác ở Thái Lan. Hãy tránh tạo ra tiếng ồn và hành vi đùa giỡn không cần thiết trong khi tham quan để bảo vệ sự thanh tịnh và yên bình của ngôi đền. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thoải mái chụp ảnh để lưu giữ những kỷ niệm đáng quý trong hành trình khám phá đền chân lý. Ngôi đền có chiều dài khoảng 100m, chiều cao hơn 150m và diện tích bên trong rộng hơn 2.100m2. Để xây dựng công trình này, được biết có tới 250 thợ điêu khắc đã làm việc ngày đêm trong suốt 25 năm. Ấn tượng chính là cảm xúc đầu tiên bạn cảm thấy khi đến nơi đây. Tòa nhà được bố cục thành bốn hướng ở mặt ngoài, tương ứng với văn hóa tôn giáo các dân tộc Thái, Khmer, Trung Quốc và Ấn Độ. Ngôi đền có 5 khu tham quan, tương ứng với 5 sảnh chính, gây choáng ngợp cho du khách bởi sự đồ sộ kiến trúc độc đáo ngay từ khi đặt chân đến. Bước vào trong ngôi đền, du khách sẽ lạc vào một khung cảnh đẹp như mơ, mang lại cảm giác thư thái, bình yên, đồng thời cũng ngỡ ngàng về tài năng kỹ thuật tuyệt vời của những người thợ điêu khắc xứ sở này. Sảnh đầu tiên nói về khởi nguyên, sự hình thành vũ trụ và trái đất với các hình khắc đất, nước, gió, lửa cùng các vị thần cai quản theo đạo Hindu. Các văn hóa điêu khắc trên đều thể hiện sự khéo léo và tinh tế của nghệ nhân, mang theo thông điệp chung là mong muốn hạnh phúc và cuộc sống tốt đẹp cho con người. Đây cũng chính là thông điệp mà người sáng lập nên ngôi đền chân lý muốn đem lại. Đặc biệt, ngôi đền này được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, nhưng các nghệ nhân không cần dùng đến một chiếc đinh nào. Đây cũng chính là nét độc đáo nhất của đền chân lý. Chưa kể, gỗ dùng để xây dựng đền cũng là những loại gỗ quý hiếm. Các nghệ nhân đã thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ khi tạo các chốt bằng gỗ, rồi sử dụng keo dính đặc để liên kết các mối nối, cố định các phần nhỏ của ngôi đền lại với nhau. Qua đó đã tạo nên một tòa lâu đài có kiến trúc đẹp, đồ sộ, mang biểu tượng kiến trúc Thái Lan. Sảnh thứ hai, sáng tạo cuộc sống, là các biểu tượng đại diện cho mặt trời, mặt trăng và những vì sao. Bước tiếp đến sảnh thứ ba, bạn sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc đặc sắc về chủ đề con người. Vòng xoay luân hồi giữa người cho và người nhận cũng được thể hiện rõ nét trên bốn bức tường của tòa lâu đài. Và cuối cùng, sảnh thứ tư và sảnh trung tâm được dành để nói về tình yêu, sự chia sẻ, sự cảm thông và sự hy sinh. Đến với đền chân lý, du khách sẽ có những giây phút thật yên bình bên người thân, bạn bè, đồng thời cũng có thêm nhiều kiến thức về tôn giáo Thái Lan với những nét độc đáo riêng về kiến trúc nơi đây. Nếu bạn có cơ hội đến Pattaya, hãy thử trải nghiệm đền chân lý Pattaya để thấy sự độc đáo và tâm linh tại nơi này. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại!